Lỡ lòng mấy đứa ăn vụng trong lớp. 1. Cái gì lén lút nó cũng vui và kích thích hơn những cái công khai. Ăn trong lớp là một trong những trường hợp đó. 2. Người ta ăn bánh tráng còn méo dám bỏ bịch ớt vô vỏ, đằng này tụi nó mang cả tắc cả rau răm. 3. Nhiều khi có miếng bánh tráng vụng san sẻ cho nhau, mỗi đứa có một miếng, mà thấy tràn đầy tình đoàn kết, tình nghĩa đồng bào. 4. Cũng thử ăn vụng như người ta, ai ngờ vừa bỏ đồ ăn vô miệng cái thầy kêu đứng dậy trả bài, ta nói suýt thì nghẹn vì không kịp nuốt. 5. Mấy đứa hay ăn vụng trong lớp, thường đi học mang tập sách thì ít, còn mang đồ ăn dự bị thì nhiều. 6. Mười đứa bạn cắn miếng xã giao thôi là y như rằng nó cắn một nửa nghĩa mà buồn. 7. Ngồi ăn trong lớp sợ thầy cô phát hiện một, sợ mấy đứa xin ăn không được mà mách lẻo là 10. 8. Có những bữa đi học, quyết tâm là học hành đàng hoàng mà tự bạn cũng mời cho bằng được. 9. Ra chơi là lúc chúng ta chuẩn bị đầy đủ lương thực để vào lớp rồi ăn phần 2. 10. Ăn vụng trong lớp cũng vì tình nghĩa bạn bè, vì đam mê thôi chứ ở nhà thì cậy miệng cũng không ăn nha. Bạn còn lưu ý gì về nỗi lòng ăn vụng trong lớp không? Hãy comment cho chúng mình biết nhé. Hãy nhấn subscribe, nhấn nút đăng ký ở phía dưới để xem thêm nhiều video hay và bổ ích đến từ Kỷ Sài Gòn nhé.